Em xin kính chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay sốt đồ câu cá qua tra cho em lại về để những con máy đẹp giá tốt cho các bác. Giá báo trên video là cho bao gồm phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác xem hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh đến và những con máy đẹp giá tốt cho các bác nhé. Khi mình like và mình đăng ký thì mình sẽ thấy video sớm hơn, sẽ cho mình mua được những con máy đẹp và ý nghĩa hơn. Thì đầu video em sẽ quay qua những sản phẩm có trong video ngày hôm nay cho các bác xem nhé. Hôm nay bên em về được rất nhiều loại máy câu các bác nhé. Máy đứng máy ngang đầy đủ tất cả các size cho các bác lựa chọn nhé. Các bác chịu khó xem cuối video nhé. Đầu tiên em tới mặt số 1 em có một con máy Shimano Nutki C2000S. Cái dòng C là dòng body thôi các bác nhé. Size là size 2000, S là quên đâu. Ngoài hình máy, ngoài hình thì còn đọc keng các bác. Có nốt châm dầu này, cực kỳ thuận lợi cho mình này. Máy thì còn đọc keng này, đít này, bóng loáng này, máy đẹp lắm các bác. Những dòng này cực kỳ bền các bác nhé. Ai này cho bác câu lua, câu ul, câu tôm, câu cá nhỏ các bác nhé. Máy đẹp keng rồi. Dòng C size 2000. Máy đẹp nhé. Không có chê gì được các bác. Thật cứng ngon lành. Đợt rác đầy củ này, đứa gà một rác kêu rất to này. Hoạt động cực kỳ mượt à. Nói chung máy đẹp em mượt nhé. Tay quay đối tay trái phải thoải mái. Chốt chặn ok nhé. Êm bật nhẹ. Con này là mặt số 1 các bác nhé. Con này nặng 210g, giá là 1.1 triệu các bác nhé. Mặt số 1 giá 1.1 triệu nhé. Máy đẹp, êm mượt. Đến tới mặt số 2. Mặt số 2 có một con máy Shimano Nutki, size là size 500 các bác nhé. Size 500. Dòng Nutki này là bản Nutki 2021 các bác nhé. Bản đời mới nhất của Nutki nhé. Ngoài hình con máy cái này thì người ta đã độ của ta núm tay quay các bác nhé, độ núm tay quay. Đây là núm tay quay zin nhé, bác không thích các bác có thể thay lại rồi nhé. Ngoài hình máy, ngoài hình còn đẹp keng các bác nhé, đẹp như mới. Xe là xe 500 lít này, bóng loáng này, không thấy chảy xước gì các bác nhé. Máy đẹp như mới. Càng nhé. Tay quay là chiếc cốt xoắn riêng, đổi tay trái phải thoải mái. Bản này thì dòng này xe nhỏ, nó sẽ có 2 chiều bình thường các bác nhé. Đấy, nó cũng sẽ có 2 chiều bình thường. Máy thì còn mới cứng các bác nhé. Càng nha. Được con máy đẹp như mới các bạn. Rất cực ngon lành. Con này cho bác câu là câu tôm nhé. Câu cái nhỏ. Để rắc máy. Hoạt động êm ru các bác nhé. Nói chung máy đẹp êm mượt nhé.
Chốt chặn ok nhé. Đêm bược nhé. Có này là mã số 2 các bác nhé. Có nặng 160g, giá là 1 triệu 3 các bác nhé. Mã số 2 giá 1 triệu 3. Đến tới mã số 3. Mã số 3 em có một con máy Daiwa Caria. Caria FCLT2000S các bác nhé. Caria FCLT2000S. Size này thích hợp cho bác cô luôn nhé. Cô cá nhỏ nhé. Rồi hình máy này nó cũng đang còn mới keng các bác này. Dòng này thì tay có chiếc cốt xoắn dần các bác nhé. Đối tay trái phải thoải mái. Dòng này nó chỉ một chiều thôi. Dòng này tính giảm body. Dòng này cũng nhẹ các bác. Size 2000 nó chỉ 170g thôi. Máy thì nó còn đẹp keng các bác ạ. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu nha. Mặt siêu là giờ từ tiếng khác nữa các bác cầu nó bạn thoải mái này. Nội hình nói chung nó còn đẹp như mới các bác ạ. Mới keng ạ. Nhưng mà phải ông mèo nhẹ khó nhìn được. Nói chung là máy đang đẹp lắm. Cái thiếu hộp thôi. Gật cước ngon lành nhá. Rồi rắc máy. Hoạt động cực kỳ mượt các bác ạ. Nói chung máy đẹp em mượt. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay quay đổi tay trái phải thoải mái. Nói thì máy đẹp êm mượt nhẹ. Cực kỳ mượt nhé. Cô này là mặt số 3 các bác nhé. Cô này nặng 170g, giá là 2 triệu 1 các bác nhé. Mặt số 3 giá 2 triệu 1. Các bác đang xem video các bác ưu con máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em cái nhá. Cái hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhá. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like một đăng ký kênh nhá. Em tới mặt số 4. Mặt số 4 em có một con máy là Daiwa Luviad size 2506H. H-Radio 5.6 nhá. Dòng này thì Luviad bản 2012. Bản này sản xuất tại Japan các bác nhá. Men Japan này. Ngoại hình máy thì đang còn rất đẹp nhá. Size 2506 thì size này cho bác cô lua nhé. Dòng này tay có chiếc cốt xoắn riêng, đối tay trái phải thoải mái. Máy ra ban sản xuất, nói chung là hình nó còn đẹp nhé. Chạy sức nhẹ thôi. Tuần này có bác cô lua lóc, có chém thì tuyệt vời. Lưu phát để cũng cực kỳ bền đẹp. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là dầu từ tính kháng nước các bác cầu nước mặn thành máy nhé. Máy thì nói chung tổng thể là còn đẹp các bác nhé. Tổng thể còn đẹp. Dòng phế đồng mèo nhẹ thôi. Còn đẹp nhé. Là trước ngon lành. Đờ rắc bản này cực kỳ kêu to các bác nhá. Đờ rắc kêu to. Cái này là cái băng dính các bác nhá, không thích bóc này nhá, băng dính người ta dán. Đờ rắc kêu to đanh. Máy đẹp, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhá. Rộng mượt nhẹ. Chốt chặn thì ok. Cực kỳ mượt nhẹ các bác nhé. Đây cả cái tiếng đi. Cô này là mặt số 4 các bác nhé. Cô này nặng 270g, giá là 2 triệu 4 các bác nhé. Mặt số 4 giá 2 triệu 4. Em tới mã số 5. Mã số 5 thì em có một cái máy Shimano Ultega Avance các bác nhé. Avance size là size 2500S. S là quyển đông nhé, size là size 2500. Dòng Ultega này thì cũng sản xuất tại Japan các bác nhé. Sản xuất tại Japan nhé.
Màn hình máy. Màn hình thì nói chung là nó có trợ sức nhẹ thôi. Xe này cho bác cô lua nhé. Cũng ngâm con lông xe. Màn hình có trợ sức chút nhé. Có nó châm dầu này cực kỳ thuận lợi cho mình này. Những dòng này cực kỳ bền nhé. Trên máy cũng đang có dây bi, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Em thấy cũng đang còn đẹp nhé. Dòng máy này nó có trời sắt chốt. Để thể bẩn. Gạch cước ngon này. Rồi rắc máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Tốt chẳng thì ok. Chụp bằng mượt nhẹ nhá. Cái này mà số 5 các bác nhé. Cái này nặng 260g, giá là 1,5 triệu các bác nhé. Số 5 giá 1,5 triệu. Tiếp tới mà số 6. Mà số 6 thì có một con máy đây có Blast size 3500 các bác nhé. Cái size 3500 của đây có size thực tầm size tầm 5000 Shimano các bác nhé. Size thực tầm 5000. Size này cho các bác câu lục đồ cần này, câu dích này, câu ngâm, câu đông xe đều được hết nhé. Tay quay xích có xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Xoay 5000 thì mình cũng dễ câu nhé. Và hình máy thì nó có trẻ chất chút nhé. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là dầu tự tính các bác câu nước mặn thoải mái. Dòng này thì cốt to khỏe các bác nhé. To khỏe. Tay quay xích cốt. Dòng này cực kỳ trâu. Cốt to, cốt trợ lực. Xe thực tầm xay 5000. Dương gọi hình nó còn chạy xa chút. Gạch cước ngon lành nhé. Giờ rắc máy. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Nói chung là ngoài hình thì nó có trầy chút thôi chứ hoạt động này mượt lắm. Mượt êm ru. Tốt chặn nếu ok nhé. Êm mượt nhẹ. Xe thực tầm xe 5000. Trâu khỏe. Cực kỳ mượt các bác nhé. Cái này là mã số 6 các bác nhé. Cái này nặng 410g, giá là 1,9 triệu các bác nhé. Mã số 6 giá 1,9 triệu. Lên tới mã số 7. Các bác đang xem video con máy nào, các bác cho nhắn con số trên màn hình của em cái nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cho nhắn con đấy nhé. Các bác xem video tiện tay cho xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Mà số 7 em có một con máy Daiwa BG FT Cup 4000D CH. Dòng BG FT Cup bản đời mới nhất của Daiwa BG các bác nhé. Bản này sản xuất 2023. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung là còn đẹp các bác nhé. Máy đẹp. Size là size 4000. Cối là cối sâu. Size này mình câu lua, câu ngâm, câu lông xê đều được hết nhé. Chúng là 4000 thì dòng kháng mặn dòng FV kép nhé. Các bác có nước biển thoải mái. Máy thì đẹp khuấy không có gì để chê rồi. Đẹp mới cam.
Máy thì đẹp mới. Lấy kèm các bác nhé. Dòng này cực kỳ mượt các bác nhé. Dòng này câu mượt lắm. Để click con này. Rồi rắc máy. Dòng này hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Êm mượt, êm ru. Câu dòng này cực kỳ thích. Về độ mượt thì em thấy dòng này câu mượt nhẹ lắm. Cái vòng quay nó mượt. Hai câu rồi dòng này thì cũng rất ấn tượng, rất tốt rồi. Con này độ mượt các bác nhé, êm ru mượt, êm mượt, êm như tiếng thở luôn các bác. Nhiều máy đẹp êm mượt. Con này là mã số 7 các bác nhé. Con này nặng 280g, giá là 2,4 triệu các bác nhé. Mã số 7 giá 2,4 triệu. Em tới mã số 8. Mã số 8 em có một con máy Daiwa Theo G size 3012H các bác nhé. Daiwa Theo G size 3012H. Ngoại hình máy, ngoại hình này nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Dòng Theo G thiết kế đẹp, đờ rất hay các bác nhé. Size 3012H thì size thực tầm hay gần 4000 gì đấy các bác nhé. Size này các bác lua chẻm này, một lua lóc bông này. Dòng này thì nó cũng có cốt trợ lực nhé, cũng khỏe nhé. Theo ri chơi rất hay các bác nhé. Đẹp, rất hay. Dòng này thì nó cũng có mạc siêu các bác nhé. Mạc siêu là dầu tự tính hãng nước các bác, cầu nước mặn thoải mái nhé. Máy thì tình trạng nói chung đang đẹp. Tay quay là xít cốt xoắn ren, đổi tay trái phải. Đít bóng loáng nhé. Trên máy cũng đang có dây bây giờ các bác nhé. Không thấy cũng đang còn mới này. Gạt cước ngon lành. Rồi đắt theo đi nghe rất hay các bác nhé. Hoạt động cực kỳ mượt rồi. Nói chung máy còn đẹp, em mượt nhẹ. Con này các bác lúa lóc bông, lóc rừng, nhái thật. Lúa chảm. Công nghệ mắc xe đều được hết. Em mượt nhẹ. Tốt chặn ok nhé. Cực kỳ mượt. Nói chung máy đẹp em mời các bác. Máy đẹp mượt. Quên là mã số 8 các bác nhé. Quên nặng 210g, giá là 2,5 triệu các bác nhé. Mã số 8 giá 2,5 triệu. Lên tới mã số 9. Mã số 9 là có một con máy Shimano Vanthor size C3000HG. Cái dòng C là dòng body thoát gọn các bác nhé. Size là C3000, tua là thoát G. Thoát G ratio 5.7 các bác nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình nói chung nó còn đẹp lắm các bác. Size này cho bác luôn lóc, luôn chẩm công năng C nhé. Đít này, bóng loáng này, nói chung ngoại hình đẹp lắm. Trong văn pho thì nó bằng vật liệu C4 hết các bác nhé. Nó siêu nhẹ. Tay quay xích có xoắn ren, đổi tay trái phải. Dòng nó chỉ một chiều thôi. Nói chung máy còn đẹp.
gà cứt ngon lành, rồi rắc máy hoạt động để em ru các bác nhé. Nói chung máy đẹp cực kỳ mượt các bác nhé, máy đẹp em mượt. Dòng này nó chiếu một chiều thôi bác nhé, không có ngược đâu. Máy thì đẹp mượt rồi. Trên máy thì cũng đang có dây bia này, em thấy cũng đang còn rất mới, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Nói chung đang đẹp nhé, cực kỳ mượt êm. Con này là mặt số 9 các bác nhé, con này 180g giá là 2,8 triệu các bác nhé. Mặt số 9 giá 2,8 triệu. Đến tới mặt số 10. Mặt số 10 thì em có một con máy Shimano SRX C3000XG. Cái dòng C là dòng body thuần gọn, size là size 3000. Tua là tua X, vòng tua cao, ratio 6.2. Dòng SRX bản này là bản 2023 các bác nhé. Bản 2023, bản đời mới của SRX nhé. Còn hình máy thì nó cũng con này thì người ta đã độ trúng đổ các bác nhé, không có đúng zin nhé, thay tay còn trúng đổ rồi. Mà hình máy thì nó cũng có thể rất nhẹ nhé. Các bác đang xem bây giờ con máy nào, các bác cứ nhắn có số con hình thì em sẽ hỗ trợ mình dễ hơn các bác nhé. Em gửi hình cho bác xem, gửi hình lại hình ảnh cho bác xem lại cho kỹ hơn. Các bác xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Cái dòng SRX này thì nó cũng bền các bác này, bền dây ổn định, tay quay xích có sẵn dần, đổi tay trái phải, dòng này nó chỉ một chiều thôi. SRX 2023, size là size 3000, nói chung nó trời rất nhẹ các bác nhé, đang đẹp nhé. Chịt ngon ngon này, nói chung còn đẹp nhé. Dòng C, dòng body thuần gọn, xe 3000, xe này các bác con lua lóc và chấm công ngâm bằng C đều được hết. Nói chung máy tình trạng đang đẹp rồi. Giả trước ngon lành nhé. Để rắc máy, hoạt động thì êm ru, nói chung máy đẹp êm mượt nhé. Cực kỳ mượt, nhẹ, êm. Dòng này một chiều thôi các bác nhé, êm đó các bác, êm mượt lắm. Nói chung máy đẹp em mượt nhé. Cái này mặt số 10 các bác nhé, cái này nặng 230g giá là 2,7 triệu các bác nhé. Mặt số 10 giá 2,7 triệu. Đến tới mặt số 11. Mặt số 11 em có một con máy Shimano Sapphire SS các bác nhé. Sapphire SS C3000S nhé. Cái dòng C là dòng body thuần gọn các bác nhé. Size là size 3000, S là của Yên Đông nhé. Ngoài hình máy, ngoài hình thì nó có trầy xước chút nhé. Dòng Sapphire SS thì nó sẽ là dòng cao hơn dòng Sapphire BB các bác nhé. Cao hơn. Con này thì người ta đã độ chống đổ các bác nhé. Độ chống đổ, gom suốt. Nhưng mà hình nó có chảy chút nhé. Nhưng mà hình nó có chảy chút. Sao phê ít ít.
Gà cước ngon lành. Rồi rắc máy. Hoạt động em bật các bác nhé. Dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi bác nhé. Tay quay đổi tay trái phải thoải mái. Nói chung máy nó có trợ chất nhẹ. Trợ chất tốt nhưng còn hoạt động thì yên tâm bác nhé. Em bật nhẹ. Con này mã số 11 các bác nhé, con này 200g giá là 1,9 triệu các bác nhé. Mã số 11 giá 1,9 triệu. Tiếp tới mã số 12. Mã số 12 em có một con máy Shimano Navi size là size 8000, tua tua BG các bác nhé. Size 8000 tua BG. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này nó bị rớt mất cái nắp các bác nhé. Con này nó rớt mất cái nắp nhựa này, cái này thì tao rắn kêu thôi, nó bị bong này. Giống như cái nắp bên này thôi. Cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bác, nó chỉ nhìn xấu hơn chút thôi. Nhìn xấu hơn chút thôi. Nắp ngoài. Cái này trên máy nó có JB nhá, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhá. Size là size 8000, tua là tua BG. Size này thì ở chỗ bác đánh cá lớn nhá. Cô bật máy có biến đánh cá lớn nhá. Cô cá trà bò. Tay quay xít có xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Size là size 8000, tua là tua BG. Tua BG thì nó sẽ khỏe hơn những tua như tua XG, HG các bác nhé. Tua BG thì tua chậm thì nó sẽ khỏe hơn. Tích cực cho bác đánh đánh xa, đánh sâu hơn, nước sâu hơn. Dùng máy thì nó cũng đang đẹp, nó chỉ có mỗi bị rớt mất cái nắp thôi. Nắp này nó dán thì hơi bị rớt. Xe 8000 tua BG. Nói chung là ngoại hình các thứ nó còn ok. Sáng đẹp. Chặt cái con này nhé. Rồi rắc máy. Hoạt động em mời các bác nhé. Cái này cho bác con lục server của bạc bãi thì tuyệt vời nè. Dòng này bền khỏe. Ngon bó rẻ nhé. Chốt chặn ok. Con này là mã số 12 các bác nhé, con này nặng 600g giá là 1,3 triệu các bác nhé. Mã số 12 giá 1,3 triệu nhé. Có bị lô. Em tới mã số 13. Mã số 13 em có một con máy Biomaster SVK6000. Con này là 6000HG các bác nhé. Biomaster bản này là bản cuối cùng của Biomaster các bác nhé. Bản 2016 bản cuối cùng nhé. Tay coi xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái. Bản này thì nó chỉ có một chiều thôi. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung cũng đang đẹp các bác nhé. Có một số vết chày này. Bông sơn. Chỗ chân máy này. Chơi 6000 tua HG dòng ép kép dòng kháng mặn. Một chút cho bông sơn cho chân máy. Nói chung cái chỗ khác này nhìn nó còn đẹp các bác nhé. Sáu ngàn thì các bác có lục nhé, con lục của bạc bãi, dòng ít kép dòng kháng mặn, các bác câu nước biển thoải mái nhé, câu dích, giật cướp ngon lành, rồi rắc máy,
hoạt động ok nhé. Con này là mặt số 13 các bác nhé. Con này là 460g, giá là 2,8 triệu các bác nhé. Dòng là nó chỉ có một chiều thôi nhé. Tay quay đối tay trái phải thoải mái nhé. Số 13 2,8 triệu. Tiếp tới mặt số 14. Mặt số 14 này có một con máy Tequin Power SV6000HG nhé. Con này thì có cả cái này là cái đổi cốt đổi tay các bác nhé. Cốt đổi tay. Con này ăn tay trái, các bác muốn đổi tay phải thì bác phải có cốt đổi tay này nhé. Bao gồm cốt đổi tay. Các bác làm xem video con máy nào, các bác cứ nhắn có số trên màn hình hộ em cái nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác làm xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Con này là size SW6000HG các bác nhé. Size là size 6000, tua thoát G ratio 5.7 nhé. Bản này cực kỳ khỏe bền các bác nhé. Nói chung máy thì ngoại hình đang đẹp nhé. Trời rất nhẹ thôi. Trời rất nhẹ thôi. Dòng FT kép dòng kháng mặn nhé. Các bác câu nước biển thoải mái. Máy thì nói chung đang đẹp. Size này câu bác câu lục nhé, câu lục câu câu dích nhé, câu dích câu bái dòng Tequin thì dòng máy cao cấp sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan máy thì nói chung cũng đang đẹp, trời rất nhẹ thôi. Dòng này thì trâu bền, bền khỏe, đặt cước con lành, đôi rắc máy hoạt động thì cực kỳ mượt các bác nhé, cái mượt nhẹ. Có đốt châm dầu này, cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Máy thì đẹp rồi. Êm mượt nhẹ. Đừng ru nhé. Con này rất kỳ tuyệt vời các bác. Dòng này bền. Khỏe à? Con này là mã số 14 các bác nhé, con này nặng 400g, giá là 4 triệu các bác nhé. Số 14, giá 4 triệu. Em tới mã số 15. Mã số 15 em có một con máy ngang các bác nhé. Daiwa Tatula 103XHL TV Dup Ratio 8.1. Con này là máy tay trái các bác nhé. Máy tay trái. Ngoại hình máy thì nói chung cũng đang còn đẹp các bác nhé. Có trời rất nhẹ thôi. Dòng Tatula này chơi cũng bền ổn định nhé. Nhưng mà có lên bề mặt thì là câu mồi sắt thì nó có phẩy lông mèo nhẹ. Nó quạt vào. Một 103XHL TV Dup. Dòng này thì sản xuất tại Thái Lan các bác nhé. Máy thì có thể rất nhẹ. Dòng này cậu bền khỏe. Sản xuất tại Thái Lan, xuất Nhật. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Êm ru. Máy mượt. Êm. Máy là ngọn các bác. Êm mượt nhẹ.
Nói chung êm mượt các bác, êm mượt nhẹ nhá. Mấy đẹp êm mượt. Con này là mã số 15 các bác nhé. Con này nặng 220g, giá là 1,8 triệu các bác nhé. Mã số 15 giá 1,8 triệu. Em tới mã số 16. Mã số 16 thì em có một con máy Rossoni 8 các bác nhé. Abu Ghraia Rossoni 8. Dòng máy này thì sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhé. Made in Korea này, Korea Hàn Quốc này. Dòng này dòng máy cao cấp của Abu nhé. Rossoni 8. Dòng này chuyên cho các bác, con này ratio là 8.1 này, 8.0 này. Chuyên cho bác đánh mồi nhẹ nháy hơi nhá. Máy thì nó còn mới keng này. Dòng Abu thì nó cũng bền khỏe các bác. Máy Abu chơi cũng ngon lắm. Nhất là những dòng Abu cao cấp này. Rossoni 8. Máy thì còn đẹp keng này. Nhìn này cho bác đánh nháy hơi mồi nhẹ tuyệt vời. Máy tay trái. Chúc mừng chào các bác nhé. Hoạt động cực kỳ mượt rồi. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm ru. Êm ru mượt. Êm mượt nhá. Nói chung máy còn đẹp, êm mượt. Rossoni 8 sản xuất tại Hàn Quốc. Máy đẹp, êm mượt. Quay là mã số 16 các bác nhé. Quay nặng 190g, giá là 1,7 triệu các bác nhé. Mã số 16 giá 1,7 triệu. Em tới mã số 17. Mã số 17 em có một cái máy Scoobin DC các bác nhé. Scoobin DC. Máy là máy tay trái. Scoobin thì DC thì dòng này cực kỳ trâu bò khỏe các bác nhé. Scoobin nói về Scoobin thì nói về đồ bền, đồ khỏe là. DC cũng Scoobin thì nó cũng ổn định. Bên này nó chạy DC 5. Máy là máy tay trái. 101. Dòng này sản xuất tại Malaysia xuất Nhật các bác nhé. Scoobin 101. Một hình máy thì nó có sức là mèo nhẹ trên mặt các bác nhé. Này ta câu mồi sắt. DC phanh từ. Scoobin thì trâu khỏe đó. Bền. Hoạt động mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ nhé. Chúng êm mượt nhẹ. Cực kỳ mượt. Thế dù nó cũng phải đồng mèo nhẹ này. Con này mã số 17 các bác nhé. Con này là 210g, giá là 2,8 triệu các bác nhé. Mã số 17 giá 2,8 triệu. Em tới mã số 18. Mã số 18 có một con máy Daigo Alphard 105HL các bác nhé. Alphard 105HL. Ngoại hình máy. Máy là máy tay trái các bác nhé. Ngoại hình thì nó cũng có vài sứt lông mèo nhẹ nhé. Trên bề mặt các bác nhé. Dòng Alphard thì dòng này cũng cho bác chuyên cho bác đánh mồi nhẹ nháy hơi các bác nhé. Đánh mồi nhẹ nháy hơi. Alphard 105HL. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Bên Japan.
Dòng này các bạn đánh mồi nhẹ nhá, hơi tuyệt vời. Nói chung là máy thì hoạt động cực kỳ mượt nhẹ quá nhá, bền khỏe. Nói chung máy là có sức lông mèo nhẹ thôi, máy là còn ngon nhá. Giờ có một vài đấm sức này. Sức cũng biết sức cái bẩn không biết. Bây giờ bàn nói chung tổng thể máy vẫn đang còn rất ngon nhé, hoạt động cực kỳ mượt. Động mượt nhé. Cái này ratio là 6.8, tải cá là 4 kg, nặng là 190 g. Cái này nó chạy 7 bậc đạn các bác nhé, chạy 7 bậc đạn. Con này mã số 18 giá là 2 triệu 6 các bác nhé. Mã số 18 giá 2 triệu 6. Các bác đang xem video con máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em ấy nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 19. Mã số 19 này có một con máy Daiwa T3MX1016HL TV Dup. T3MX1016HL TV Dup. Hình máy, máy là máy tay trái các bác nhé. Nói chung là sức trong màu nhẹ thôi, nó không đang đẻ các bác nhé. Một 016HL TV Dup. Dòng này sản xuất tại Thái Lan các bác nhé. Em thấy là dòng T3 thì nó khác biệt với dòng thường về cái mở nắp các bác. Nói chung máy thì nói chung nó cũng đang còn đẹp các bác nhé, phải lông mèo nhẹ thôi. Dòng này chơi cũng bền khỏe ổn định. Máy thì nói chung cũng đang đẹp nhé. Hoạt động cực kỳ mượt rồi, êm mượt nhẹ. Dùng máy là ngon các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay. Cái này là nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. T3-1016HL TV Dup. Ratio là 6.3, thu dây là 67 cm, tải cái là 5,5 kg, nặng là 190 g. Nó chạy, con này chạy 7 bậc đạn các bác nhé, 7 bậc đạn. Cái này là mã số 19 giá là 2,4 triệu các bác nhé. Mã số 19 giá 2,4 triệu nhé. Tiếp tới mã số 20. Mã số 20 có một con máy Swan XR các bác nhé. Swan XR 500SPG nhé. Con này là máy, là máy mới các bác nhé. Máy là máy mới, con này thì người ta mới vào dây các bác nhé. Mới vào dây cước, các bác không thích, các bác không thích có thể bảo em là em có thể thay lại cho các bác nhé. Đảm bảo cho bác máy là máy mới nhé. Máy mới, size là size 5000. 5000SPG Swan XR.
Máy là máy mới nhé. Máy mới thì ngoại hình với hoạt động của bác yên tâm nhé. Mới thì ngoại hình hoạt động của bác yên tâm. Máy là máy mới, size là size 5.000 à 500. Size này cho bác câu UL nhé. Câu suối. Máy mới thì ngoại hình thì cái hoạt động của bác yên tâm, đảm bảo cho bác máy này là máy mới nhé. Máy chưa qua sử dụng. Xe 500 Son XR. Rồi này các bác cầu suối, cầu UL thì tuyệt vời rồi. Máy thì đẹp keo. Máy mới. Dòng này đẹp. Rồi rất kêu hay. Cắt cước online. Rồi rất kiểu chúng to quá nhé. Dòng này hoạt động mượt lắm. Máy là máy mới, bác yên tâm. Nguyên hộp phụ kiện, máy đẹp. Dòng này thì nó cũng có trái ngược như bình thường các bác nhé. Size nhỏ này người ta sẽ làm trái ngược này. Hộp về phụ kiện này đầy đủ nhé. Son XR500SBG, ratio là 4.7, tải cá là 3kg, nặng là 135g. Con này nó chạy 9 mực đạn, thu dây 58cm. Con này là mã số 20, giá là 3.9 các bác nhé. 3.9 máy là máy mới nhé. Em tới mã số 21. Mà số 21 thì em có một con máy Daiwa Emblem X 300C các bác nhé, à 3000C nhé, Emblem X 3000C. Dầu Emblem này, dòng này sản xuất tại Japan các bác nhé, bên Japan này. Đấy, bên Japan này. Ngoại hình máy, ngoại hình nói chung con này cũng đang còn đẹp các bác nhé. Sang này tiếp theo cho bác cô ngâm, cô lăng C. Cầu ao hồ. Nhưng ngoại hình thì nó có thể xuất nhẹ thôi, đang đẹp. Dòng máy cực kỳ bền. Giống như máy đầy cũ này, cực kỳ bền, đầy cổ. Ra ban sản xuất Emblem. Chùm máy đẹp các bác nhé. Máy đẹp. Máy đẹp. Để thức online nhé. Để rắc máy. Hoạt động thì êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhạt đây. Chúng máy đạp êm mượt nhạt. Chốt chặn ok. Máy đẹp mượt. Size 3000 có đai qua thì nó tầm size 4000 Shimano các bác nhé. Cái này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện nhé, đầy đủ. Emblem X 3000C, ratio là 4.9, thu dây 981cm, nặng là 405g, chạy 6 bậc đạn. Cái này là mã số 21, giá là 1.3 triệu bác các bác nhé, mã số 21 giá 1.3 triệu. Tới mã số 22,
Mã số 22 em có một con máy Biomaster size 2500S. Dòng Bio này thì cũng sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan. Size là size 2500. Ngoại hình máy thì nó có chảy xước chút nhé. Size này chỗ bác con lua nhé. Con lua con gom con C. Con này thì người ta độ núm này là núm gom sớt các bác nhé. Độ núm gom sớt. Tay qua xít cốt sẵn rồi, đổi tay trái phải thoải mái. Có lốt châm dầu này, cực kỳ thuận lợi cho mình. Cái dòng bio đời cũ cực kỳ bền nhé. Ngoại hình thì nó có trời sắt nhẹ. Có trời sắt chút các bác nhé. Cước ngon lành, đờ rác kêu to, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Nói chung là ngoại hình nó trầy chút thôi chứ còn hoạt động con này mượt lắm. Cái dòng này cực kỳ bền này. Bền, mượt. Bio Japan sản xuất. Ngoài hình trời chút nhẹ nhá. Người độ mượt thì cực kỳ mượt nhá. Ngày mấy ngày chơi mấy này cực kỳ ngon. Khỏe. Con này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhá. Đầy đủ không thiếu gì. Biomotor xe 2500S ratio 5.0 tải cá 2 kg nặng 260 g. Con này nó chạy 6 bậc đạp. Con này là mặt số 22, giá là 1,7 triệu các bác nhé. Số 22 giá 1,7 triệu. Dừng tới mặt số 23. Mã số 23 em có một con máy Daiwa Kia LT2500SXH. Kia bản này là bản 2021 các bạn nha. Bản đời nhất của Kia nha. Ngoại hình máy thì nó cũng đang đẹp nhé. Size là size 2500. Bản này thì tay quay xít cốt, xoắn gen, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này nó chỉ có một chiều các bạn nhé. Một chiều thôi. Dòng này thì nhẹ. Sẽ là xe 2500. Máy thì đang còn đẹp. Thật cước ngon lành nhé. Ví dụ hoạt động em mượt các bác nhé. Em mượt nhẹ. Nó còn đẹp, êm mượt. Dòng này nó cũng có mặc siêu các bác nhé. Mặc siêu là giờ tôi tí khác nữa các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Ok, là xa 2500. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Kaida LT2500SXH. Ratio là 6.2, nặng là 190 g, tải cá là 5 kg, thu dây 87 cm, chạy 6 bậc đạn. Con này là mã số 23, giá là 2,2 triệu cái.
Các bác đang xem video hôm nay nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hộ em anh nhé. Cần em hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nha. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh anh nhé. Em tới mã số 24. Mã số 24 em có một con máy này qua theo G 2508 BH BDH DH là tay quay đôi các bác nhé. Xe là xe 2508 dòng tay quay đôi. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó có trời sớt chút nhé. Size này thì ở cho bác cô lùa nhé, lùa lóc, lùa chấm. Dòng theory thì thiết kế đẹp, có cốt trợ lực khỏe. Dòng quay nhẹ. Rồi cứ con lầy. Rồi rắc máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Em bật nhẹ. Em bật nhẹ tay. Ví dụ là máy nó có chảy sát chút nha. Đời rắc kêu cực kỳ hay. Tay quay đổi tay trái phải các bác nhé. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện nhé, đầy đủ nhé. Theo G2508BDH ratio là 4.8, nặng là 200g, tải cá là 7kg, thu dây 72cm, chạy 8 mặt đạn. Cuối là mặt số 24, giá là 2.4 các bác nhé. Em tới mặt số 25. Mặt số 25 em có một con máy Shimano Comlex C4 2500S bản F6 các bác nhé. 2500S bản F6. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nói chung con này còn đẹp như mới các bác nhé, hình còn đẹp như mới này, như kèn các bác nhé, Comlex C4, dòng này bằng vật liệu C4 siêu nhẹ, máy thì còn đẹp keng, tay có xích cốt xoắn dần, đổi tay trái phải thoải mái, size là size 2500, máy thì đẹp. Xe này cho bác cầu lùa nhé, cầu lùa. Dòng này thì nhẹ, chạy nhiều bậc đạn. Dòng này chỉ nó chỉ một chiều thôi nhé. Tay có xích cốt xoắn dần, đối tay trái phải. Dựng bằng vật liệu C4 siêu nhẹ. Máy thì đẹp rồi. Quên là cái bác cầu lùa tuyệt vời. Cước ngon lành, nhờ rắc máy, hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé. Chùm máy đẹp, êm mượt, êm ru. Cực kỳ mượt nhé.
Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Complex C4 2500S bản F6, ratio 5.0, tải cá là 4 kg, nặng là 185 g. Con này nó chạy lên tới 10 đạn các bác nhé. Trong đó có 9 đạn SRB đập bằng kháng mặn này. Cộng 1 là 10 này, thu dây 73 cm. Con này là mã số 25, giá là 2.9 các bác nhé. Mã số 25 giá 2.9. Lên tới mã số 26. Mã số 26 thì em có một con máy Kaida, size là size 4000 các bác nhá. Kit Kaida size 4000. Dòng kit Kaida size 4000 này, dòng này sản xuất tại Japan các bác nhá. Bên Japan này. Size 4000 thì mình câu lục, câu ngâm, câu đăng xê đều được hết nhá, câu lua. Ngoài hình thì con này nó có trầy sớt nhá. Con này thì người ta đã độ núm này, núm gum sớt các bác nhé. À núm này núm núm tên gì á, nhưng mà núm inox nhé, rất đẹp. Ngoài hình nó có trời, size là size 4000 đây, qua size thực tầm size 6000 Shimano các bác nhé. Giờ này bắt câu lục, câu nhái thật độc bông vừa chém. Dùng mình câu nhiều thế loại nhé. Gạch trước ngon lầy. Rồi rắc máy. Hoạt động êm ru bác nhé. Nói chung là con này ngoài hình nó có chảy chứ hoạt động con này nó ngon lắm. Hoạt động cực kỳ ngon à. Chốt chặn thì ok nhé. Sống kít thì chơi khỏe, mượt nhẹ, bền nhé. Ngon bó rẻ, khỏe. Xe 4000, ra ban sản xuất. Hình trời chốt chứ hoạt động ngon lắm. Con này thì nó đang nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Hộp thì hơi xấu chút nhưng đang còn đầy đủ. Kit Kaida size 4000, ratio là 4.9, nặng là 355 g, tải cá là 8 kg. Con này nó chạy 6 bộ đạn các bác nhé. Con này là mã số 26, giá là 1.9 các bác nhé. Mã số 26 giá 1.9. Lên tới mã số 27. Mã số 27 em có một con máy ASNBB 4000 MHG các bác nhé. Con này là máy, này là máy mới các bác nhé. Máy mới. Sang là xôi 4000. Cối M là cối trung bình, tua là thoát G. Máy là máy mới. Máy mới thì ngoại hình hoạt động các bác yên tâm nhé. Đảm bảo cho bác máy là máy mới nhé. Dòng ASN. Dòng này kháng mặn rất tốt nhé. Các bác câu nước biển thoải mái nhé. 4000 này mình luôn lóc, luôn chấm, câu ngâm đăng xê đều được hết, dễ câu, câu được nhiều thế loại nhé. Đấy là máy mới. Máy mới thì ngoài hình hoạt động rất yên tâm. Hạt cước con này 4000 thì câu giếng được, là rất máy, hoạt động quá yên tâm nhé. ASNBB 4000 MHG, ratio là 5.8, tải cá là 11 kg, nặng 280 g, chạy 6 bậc đạn, thu dây 93 cm. Con này là mã số 27, giá là 2.3 các bác nhé. Mã số 27 giá 2.3. Máy mới nguyên hộp phụ kiện nhé.
Em tới mã số 28. Mã số 28 em có một con máy Daiwa Blatic LT4000C các bác nhé. Blatic 2019 các bác nhé, 19 Blatic. Size là size 4000. Hình máy. Ngoài hình thì nói chung nó có trầy xước nhẹ thôi, cũng đang đẹp các bác nhé. 4000 thì mình lua lóc lua chấm công ngâm đang xe đều được hết, tay quay sẽ có xoắn duyệt, rồi tay trái phải thoải mái. Dòng này thì nó cũng có cốt trợ lực nhé. Dòng này thì nó với dạng là tầm trung cận cao cấp của Daiwa nhẹ, khỏe mượt, các bác câu nước biển thoải mái nhé. Có mặt siêu này, dầu thừa tính này, con này núm này là núm núm tròn Eva này. Chỉ có sức trong mèo nhẹ thôi. Sức nhẹ. Tay quay xích có xoắn dần đổi tay trái phải các bác nhé. Con này các bác lua lóc lua chấm công ngâm non xe có lục đều được hết. Dòng này các bác có lua luôn. Nhẹ. Vượt. Có nó biến thoải mái, kháng mặn tốt, hoạt động cực kỳ mượt à, đi mượt nhẹ, chốt chặn ok nhé, cực kỳ mượt. Trên máy cũng đang có dây bia này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Rắc máy. Nói chung máy sức nhẹ là còn mượt lắm các bác nhé. Con này thì nó đang còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Blatic LT4000C ratio ở 5.2, nặng là 210g, tải cá là 12g, thu dây 8-7cm, chạy bề hộp đạn, hàng cho thị trường Nhật nó chỉ có 1 tiền thôi các bác nhé. Nếu bản xuất quốc tế thì nó sẽ thường có hai cái tiệm, tiệm trên tiệm dưới này, nhưng mà dành cho thị trường Nhật thì nó chỉ có một tiệm thôi. Cuối này là mã số 28, giá là 2.8 các bác nhé. Số 28 giá 2.8. Các bác đang xem video ở bên máy nào, các bác cứ nhắn qua số trên màn hình của em nhé. Cần hỗ trợ gì các bác cứ nhắn qua đấy nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh ấy nhé. Em tới mã số 29. Mã số 29 em có một con máy Daiwa Surtech HD. HD 3500H. Dòng HD thì dòng cực kỳ trâu khỏe các bác nhé. Công nghệ HD, những con máy có công nghệ HD thì thường thường nó sẽ rất trâu khỏe. Dòng Surtech bản này là bản 2016 các bác nhé. 2016. Mà hình máy thì nó có mà trầy xước ở phần đít này, vít tay quay này. Còn trên rotor thì nó cũng có nhưng mà nó nhẹ hơn nhé. Cái size 3500H của đây qua sẽ thực tầm size 5000 Shimano các bác nhé. Size gần 5000. Dòng này thì nó cũng có mặt siêu các bác nhé. Mặt siêu là dầu tự tính kháng nước các bác, cầu nước mặn thoải mái. Dòng Surtech thì dòng này chết, tất nhiên là sản xuất tại Japan này, bên Japan này. Dòng máy cao cấp của Daiwa nhé. Bán này thì cực kỳ trâu bò khỏe. Dòng dòng HD thì cực kỳ trâu khỏe các bác nhé. Size này các bác có lục, có dích này. Có lục, có dích. Size thực tầm size 5000. Nói chung ngoại hình nữa thì nó có trầy xước chút, chứ còn hoạt động các bác yên tâm nhé. Ngoại hình thì nó có trầy chút. Dòng này thì lần đầu tiên tôi cũng mua được con này. Con này hơi chảy chút nhưng mà dòng này thì nó rất ngon. Chân máy thì nó cũng trong sơn chút này. Ratio 5.7. Dòng này bao trâu bao khỏe. Cốp mặt siêu dầu tự tính kháng nước các bác, cầu nước mặn thoải mái. Này thì nó có chảy chút thôi.
Dòng này nhìn chắc chắn khỏe máy. HD, sốt tích HD. Dòng này nó chỉ có một chiều thôi các bác nhé. Tay quay là tay quay xích có sẵn dần, đối tay trái phải thoải mái. Là cước luôn này. Rồi rắc máy. Hoạt động em ru các bác nhé. Nói chung ngoại hình nó có trẻ chút chứ hoạt động con này nó còn ngon lắm. Nói chung ngoại hình trẻ chút thôi chứ hoạt động bác yên tâm. Để em bật nhẹ. Cái nhông những con HD này, nhông cũng to khỏe lắm. Tay quay đổi tay trái phải thoải mái các bác nhé. Nói chung ngoại hình trẻ chút chứ. Con này thì nó còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, đầy đủ túi sổ sách trong đèn đầy đủ nhé. Stick HD 3500H, ratio là 5.7, nặng là 405g, tải cá là 5kg, 8kg, túi dây 97cm, chạy 9 mặt đạn, 16HD. Con này là mã số 29, giá là 3.8 các bác nhé, mã số 29 giá 3.8. Điều hình trải chút tới hoạt động này ngon lắm. Nhìn tới số 30. Số 30 em có một con máy Shimano Utega C5000XG. Cái dòng C là dòng body, thôn gọn size là C5000. Tua là tua XG bằng tua cao. Ratio là 6.2 nhé. Utega bản này là bản 2021 các bác nhé. Bản đời mới nhất của Utega nhé. C5000 thì mình câu... câu gì cũng được, nói chung là câu lua, câu ngâm, câu lông xe được hết nhé. 5.000 mình dễ câu, dòng này thì nó chỉ có một chiều thôi. Tay có xích có sẵn dần đối tay trái phải nhé. Nhiều máy này thì nói chung nó có sức nhẹ thôi, đang đẹp nhé. Tình trạng nói chung đang đẹp. Chú đang đẹp nhé. Kết cước con này. Rồi rắc máy. Hoạt động em mời các bác nhé. Chúng là sức là mèo nhẹ thôi. Máy đây còn ngon lắm. Nói chung là tình trạng nó còn đẹp. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ nhé. Utega C5000XG, ratio 6.2, tải cá là 11kg, nặng 285g. Con này chạy 6 bậc đạn, thu dây là 101cm. Con này là mặt số 30, giá con này là 2.3 các bác nhé. Mặt số 30 giá 2.3. Lên tới mã số 31. Mã số 31 đây có một con máy Shimano Sultan size 4000XG. Ngoại hình máy. Ngoại hình thì con này nó cũng có trầy sắt nhẹ các bác nhé. Size là size 4000. Tua là tua XG. Con này nó có chỗ tróc sơn đây này. Dòng Sultan thì dòng này trâu khỏe. Bền.
Dòng này nó tương tự của Tailwind các bác nhé, tương tự Tailwind 2017, thay quả xít cốt xuân dần, đổi tay trái phải thoải mái. Dòng này được nói là em anh em của Tailwind các bác nhé. Ngoại hình thì nói chung là nó có trầy nhẹn thôi, có điểm trầy này trên Roto này. Xe 4.000 này mình câu lua, câu ngâm, câu đông xe đều được hết. Dòng này nó một chiều, tay có xít cốt chân dần với tay trái phải, có bạc đạn trợ lực khỏe. Dòng này nó có cái bạc đạn ở dưới giống kiểu Tailwind ấy, thiết kế giống hệt Tailwind 2017. Nói chung nó có trầy rất nhẹ nha. Hoạt động cực kỳ mượt các bác nhé, nói chung máy mượt nhé. Dòng này khỏe lắm, khỏe bền, êm mượt nhẹ nhé. Nhặt cước ngon lành rồi rắc máy, êm mượt nhẹ. Cuốn này thì quần nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sultan 4000 XG ratio ở 6.2, tải cá là 11 kg, nặng 285 g. Cuốn này nó chạy 9 mạch đạn, trong đó có 8 mạch đạn SRB là mạch đạn kháng mặn các bác nhé. Nói chung cuốn này chạy nhiều mạch đạn này. Thu dây 9 cm. Cuốn này mã số 31, giá là 2.7 triệu nhé. Mã số 31 giá 2.7 triệu. Em tới mã số 32. Mã số 32 em có một cái máy Aki Jetson SV-6000HG nhé. Dòng SV kép là dòng kháng mặn, size là size 6000, tua là thuốc HG, ratio 5.7. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó cũng có trầy rất nhẹ nhé. Size này cho các bác câu lục nhé, câu lục, câu bạc bãi, câu biển. Đánh cái lớn nha, form máy lớn nha. Tay quay xít có son dần, đổi tay trái phải thoải mái. Hình thì nó cũng có trầy rất nhẹ. Aki Jetson C6000 2HG. Giật rước ngon lành, rồi rắc máy, động máy nhé. Rồi bình thường nhé, chốt chặn ok. SV kép kháng mạng size 6000 cho các bác đánh cá lớn nhé. Trong này thì đều rất hay, khỏe. Cuốn này thì quản lý nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Aki Jetson SV-6000HG ratio 5.8, tải cá là 12 kg, nặng 580 g, chạy 5 mạch đạn. Cuốn này là mã số 32, giá là 1.9 triệu các bác nhé. Thì các bác đang xem video, các bác ưng máy nào các bác cứ nhắn qua số trên màn hình hồi em nghe nhé. Cần thêm hỗ trợ gì thì các bác nhắn qua đấy nhé. Các bác đã xem video đến cuối video rồi thì cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh ấy nhé. Video này mình không cần mua được những con máy đẹp ưng ý, thì video sau mình thấy sớm hơn, chụp là mua được những con máy đẹp ưng ý hơn. Em chào các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau nhé. Xin chào.